Xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Mình vừa cắt bao đầu bằng máy cho một chủ nhân nam 21 tuổi bạn ạ. Chú nhé. Dạ vâng. Cái bằng máy thì của em phải sửa dây hãm một tí nữa đấy nhá. Dây hãm ngắn này. Nhá. Bao giờ cái bị bệnh bán hẹp bao đầu nó cũng kèm theo ngắn dây hãm. Cắt xong. Cho anh cắt cái lông em ơi. Bao quy đầu hẹp và ngắn dây hãm. Đây bạn thấy là sau khi chúng tôi phẫu thuật là các bao quy đầu máy đây. Bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc nó rất là cân đối nhá. Đấy, thứ hai là cái dây hãm phía dưới đây các bạn này. Đấy, chỗ chảy máu rồi. Đấy, mình sửa cái dây hãm này các bạn thấy không? Đấy, nó rất là vừa vặn. Đấy, vẫn còn cái nếp dây hãm rất là đẹp. Đấy, và nó thẳng tắp với cái dây đường đan phía dưới. Đau không em? Không. Không đau nào Được không? đúng không? Đấy, cắt xong thì nó sẽ hơi đau một tí đấy em ạ. Nó hết thuốc tê nó sẽ hơi đau một tí đấy nhá. Nó đau khoảng 1-2 tiếng nó hết rồi. Về nhà anh cũng thấy bệnh nhân thì gần như là ít khi có ai phải dùng cái thuốc giảm đau lắm. Kiểu đau lúc hết thuốc tê thôi. Đấy thì mổ xong chờ một lúc em về thôi nhá. Được không?